728 tỷ đồng là số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 7 tháng năm 2024. Dù tăng 38% so với cùng kỳ, nhưng con số này chỉ đạt 32% dự toán tỉnh giao. Ở chiều xuất khẩu, hai mặt hàng có đóng góp về thuế chủ yếu là phốt pho vàng, gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Trong khi đó, trên 90% hàng xuất khẩu qua Lào Cai chủ yếu là nông sản, thuế suất bằng 0. Còn chiều nhập khẩu, các mặt hàng đóng góp chủ yếu về thuế như hàng hóa, rau củ quả các loại, than cốc, sắt thép nhập khẩu và máy móc thiết bị. Cục Hải quan Lào Cai đang rà soát các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn để giải quyết kịp thời các phát sinh liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, hoàn thuế, miễn thuế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu. Tăng cường theo dõi, kiểm tra kiểm soát việc khai báo hàng hóa xuất nhập khẩu.